cái đầu ngồi nói chuyện đồ cũng cười giỡn rồi ha, cái quay lại cái ông xã bụng thế giật mình cái gì về tỉnh giấc luôn. Cô nằm cô thấy chú Vũ Linh hả? À, cái xác lại nói ông xã nói ông ơi hôm kia gặp ông năm đứng lên nói bà nằm mơ vậy chứ nói nói nằm mơ thiệt chứ mà có nói gì được không cô? Thì hai anh em cũng ngồi nói chuyện mà, qua lại gì thôi mà nói cái gì cô nhớ không? Hỏi thăm như anh khỏe không rồi thì cái nội vậy đó à. Thì anh cũng bình thường thôi, em không có gì chết chỉ vậy thôi chứ ông xã đụng giật mình nói chuyện thấy ông không làm bao là ổng không đụng là mình còn ngồi nói chuyện còn nói nữa ha. Ờ, nói mình ở đâu cô ở đâu lận? Cô ở An Giang. An Giang, từ An Giang lên đây hay là cô ở đây? Cô ở trên này làm ở Bình Dương đây hả? Dạ, nhưng mà quê ở An Giang. Cô đến đây khi nào? Cô mới tới đây hả? Dạ. Mới tới đây lần đầu nè. Lần đầu tiên luôn. Dạ. Rồi cô tới đây cô có thấy mộ chú Vũ Linh đẹp không? Bông hoa nhiều không? Có ai được như chú không? Hồi nào giờ thấy nghệ sĩ rồi chết cũng biết nhiều đấy mà sao nó không có anh Vũ Linh á. Dạ. Anh Vũ Linh sao chết yếp nhiều người ta còn ta đi mà lại bông hoa nó nhiều lắm. Dạ. Nói hồi nào giờ nhà giàu mà văn đại gia mà chưa có gì nữa. Dạ. Tôi nói với ông xã nói văn đại gia dạ. Mà chưa có được dạ. Anh Vũ Linh. Thấy cho mình chú Vũ Linh nữa ha. Ừ. Dạ. Cô có khi nào cô thấy chú Vũ Linh ở ngoài chưa? Chưa bao giờ luôn hả? Bộ chưa chú Vũ Linh chưa về An Giang hát hả? Không biết có về không, cô cũng không biết tại vì cô đi làm trên này lâu lắm rồi. Cô đi làm lâu hả? À, làm lâu. Đi cũng gần 20 năm. Dạ, cô ở trên này 20 năm ha. Dạ. Vậy là ở ngoài chưa thấy bao giờ? Chưa. Vậy là bữa nay nhớ ở đây lâu lâu xíu ha. Lâu lâu xíu ngắm hình rồi. Dạ. Ngắm đá rồi đi về. Dạ đúng rồi. Ở cô ở Bình Dương ở chỗ nào? Ở bên khu 1 đó con. Khu 1 ha. Khu 1 ở chỗ gần nhà thờ giúp sức các bà. Dạ. Mỹ Phước 2 hả? Mỹ Phước 1. Mọi người nói là chú Vũ Linh là không còn tội nữa. Tại vì mọi người đến giếng nhiều quá, cầu nguyện nhiều quá. Cô theo cô nghĩ thì đúng không? Đúng rồi. Dạ. Tại vì như là kiểu người cầu nguyện tiếng dạ. Cũng ảnh cũng tranh tỏa rồi. Dạ. Giống như mọi người xin xưng tiếng ha. Tiếng dạ. Dạ. Hôm nay cô đi với ai? Đi với cháu ngoại. Cháu ngoại dạ. Dạ. Khi nào mà nghe tin làm mộ thì tới nữa nha. Tới dạ, tới tham quan ngôi mộ của chú coi đẹp hay không. Với lại tới cầu nguyện cho chú mỗi người một tiếng. Cũng vậy. Dạ. Rồi con cảm ơn cô. Con cảm ơn cô. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ dạ dạ. Dạ, đó là những cái gì mà chia sẻ của một vị khán giả mà quê ở An Giang, sống ở thành phố Bình Dương, cả nhà, thành phố mới Bình Dương cả nhà. Thì giờ này cũng là 1 giờ chiều rồi, nên khán giả đến cũng ít rồi cả nhà, trời nó nắng. Cả nhà thấy giờ này là có khán giả tới viếng bánh bí rất là nhiều luôn nè. Ừ, trái cây nè, rồi dừa nè, trái dừa nữa cả nhà. Dừa em thấy 2-3 trái luôn. Đó, rồi trái cây cũng nhiều ha, bánh bí là em thấy là cũng khoảng 10 cây á. Nó ở dưới là có hoa. Hoa rất là đẹp luôn cả nhà. À ở đây có cây lưỡi hổ nữa, không biết có khán giả nào đem tới cây lưỡi hổ nữa cả nhà. Tiến cây lưỡi hổ kìa, cả nhà thấy cây lưỡi hổ nó bên đây một chậu. Bên đây một chậu. Mà không biết cây lưỡi hổ này có để được ở cái mộ không ta? Lưỡi hổ mình có được trồng quanh mộ không hay là có vấn đề gì không người ta? Về vấn đề mà gọi là tâm linh phong thủy cả nhà. Đó. Ở đây có một chậu hoa gì lạ lạ cả nhà, hoa này hoa gì lạ lạ mình nhìn thấy cũng đẹp quá nè. Nhà hoa này hoa lạ lạ cả nhà, lạ quá mà nhìn thấy nó cũng đẹp ha. Đây lưỡi hổ được cả nhà, không biết ai viếng cây lưỡi hổ nè cả nhà. Nhìn nó cũng còn nhỏ nhỏ ha, nó chưa có to, lưỡi hổ này còn nhỏ. Này ở đây mộ của có nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn chưa có nấm mộ nha cả nhà. Hoa thì rất là nhiều luôn, tươi đẹp, mọi người bữa nay đến viếng cũng rất là nhiều hoa luôn nha cả nhà. Hoa đẹp. Đây cả nhà, clip trước em có nói cả nhà chia sẻ đây là cái cây mà của một vị khán giả ở quận 6 nằm mộng thấy có nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đó, liền đi viếng liền cả nhà. Đây là cái cây mà gọi là cây phát tài. Đó, cái lư hương đồng vẫn còn ở đây nha cả nhà, cái cây phát tài. Bên đây một chậu nữa nè, hai chậu luôn cả nhà. Để có khán giả tặng viếng bánh bao nữa cả nhà. Bánh bao nè, mấy hộp bánh bao luôn, chả nữa cả nhà ơi. Có chả nữa nè. Có chả nữa nè, quá ngon luôn ha. Mà mới chả chay, chả mặn nữa cả nhà. Bia nè, bia chả bánh bao cả nhà ơi.
nó vừa trái cây vừa, rồi đây là bánh bía nè cả nhà, bánh bía rất là nhiều luôn, vừa mấy trái luôn, vừa đây nữa nè, xoài nữa nè cả nhà, xoài nó bánh bao nè, bánh bao là 2-3 hộp luôn cả nhà, nó rất là nhiều luôn. Đó, những cái bông này là được lấy cái bọc đậy lên hết cả nhà, tấm hình của cái có nghệ sĩ ưu tú Du Linh để đây rất là đẹp, rất là trang nghiêm luôn. Cái chậu bông này thì hai chậu khán giả tặng, hai chậu bên kia một chậu, bên kia bên đây một chậu cả nhà. Còn cái cây này vẫn còn tươi tốt nè cả nhà, cái cây thơm thơm này nè vẫn còn tươi tốt ha. Đó, hoa cúc trong chậu thì rất là đẹp luôn. Giờ hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm 2023, giờ này cũng 1 giờ trưa rồi cả nhà, 1 giờ trưa hơn 1 giờ trưa rồi, trời nó hầm và nó nắng cả nhà. Ở đây á, thì em thấy là có người tới chổi cái cây lại rồi nè. Đó, nãy giờ em đi em không có ở đây, nên khi em ra thì em thấy có người tới cả nhà, thấy cái rạp á, cái rạp được đẩy lại rồi, được kè lại rồi, được hai cái cây chổi lại rồi nè cả nhà, để cho nó thẳng đứng lên, nó không có bị nghiêng bị sẹo nữa rồi. Đó, cả nhà thấy hai cái cây ở cái góc này nè. Hồi sáng là nó bị gãy, nó đùng xuống, bây giờ là nó hết rồi cả nhà, không còn nữa rồi, được sửa chữa lại rồi. Ở phía đó được kè bằng hai cái cây sắt, cả nhà xóc chéo với nhau đẩy nó lại. Cái cây đà ngang chứ giữa nó bị mục chỗ cái mới nói á, nó gãy luôn. Nó nên nó bị sụp cái trụ ở phía trước lên. Thì dù phía trước chưa tới nên nó bị ngã do gió nó lớn như quá cả nhà. Nó. Bông mà trên mộ có nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh rất là nhiều, rất là đẹp luôn. Nhìn bông này mà em cứ tưởng đâu là có nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mới vừa mất hôm qua thôi đó cả nhà. Rất là đông, rất là nhiều bông và khán giả ngày nào cũng có tới viếng. Ai cũng nói là có nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đó, rất là được lòng khán giả nè và không bao giờ có tội. Mỗi người tới thắp một nén hương, một lời cầu nguyện là giống như là một lời cầu xin với Đức Phật, thì có nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh không bao giờ còn tội, là được vãng sanh từ lâu rồi cả nhà. Bông hoa thì rất là nhiều ở Việt Nam, ở bên nước ngoài, em thấy là từ Mỹ nè, từ Úc nè cũng gửi tiền về để mua những cái lãng hoa để kính viếng có nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nó những cái chậu mà hoa cúc bằng có đắt đó cả nhà, nó và những chậu hoa mà nó có đắt á, cả nhà mình cũng tâm lý mua rất là nhiều ha, để cho nó sống lâu hơn, nó đẹp hơn. Dạ, đó là những cái gì mà thông tin chính xác nhất, đúng nhất và thực tế nhất tại buổi trưa hôm nay, lúc mà trưa hôm nay là lúc 1 giờ chiều ha cả nhà. Em cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi và cũng như là ủng hộ video của em, và em hẹn cả nhà ở những video tiếp theo của em, và xin chào tạm biệt cả nhà ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Cả nhà yêu thương em hãy like, đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ video của em nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye cả nhà. Thank you.